Alo anh Quy ơi, anh quê ở đâu nhỉ? Anh đến từ Pháp à? Cái gì mà Frenchy cái gì hả? Anh nay em bảo bố em nấu cho anh món Japan nhá anh nhá. Cái con này, anh nói xà lơ. Thì anh đi bố. Nay con thèm món Nhật, bố làm cho con món Nhật nhá. Nhanh nhá. 3 giây, có ngay món ba chỉ bò Mỹ sốt tiêu nấm chuẩn Nhật nha các bạn. Thái hành tây, ta sẽ thái bổ cau nhá, gọt vỏ cà rốt. Sau đó chúng ta sẽ thái sợ. Cái món này có thể dùng hành tây hay là bắp cải. Món ăn này là sự kết hợp hài hòa giữa rau củ và thịt bò, có vị cực kỳ ngọt mềm, thơm lạ miệng. Linh hồn của món ăn này chính là nước sốt tiêu nấm. Mà linh hồn của nước sốt tiêu nấm là nước tương chinsu tiết xuất từ nấm shiitake. Ba chỉ bò Mỹ sốt tiêu nấm là món ăn theo phong cách cầu kỳ của Nhật. Bí quyết chế biến nước sốt theo phong cách Nhật là một bí mật được các đầu bếp nắm giữ công thức. Nước sốt này các bạn có thể dùng cho rất nhiều món ăn các bạn. Dưới sốt lên 15 gram bơ được. Bò mềm và con lại còn cảm nhận được cái vị ngọt của nước tương là nấm ấy. Chuyện